Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được, thì tựa game MMORPG lấy chủ đề tiên hiệp mang tên Du Long Thiên Hạ đã được Sơ Game đưa về Việt Nam thành công và sắp được phát hành trong thời gian tới. Game cho người chơi bước chân vào một thế giới huyền bí và bao la, vừa mang đậm chất phương Đông vừa có chất phương Tây trong vai trò là những đại hiệp. Tại đây mỗi đại hiệp dũng cảm thì sẽ được đồng hành cùng một con rồng thần thoại để bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu khám phá và chiến đấu qua những khu vực khác nhau. Từ chinh phục những vùng đất hoang sơ đối đầu với các sinh vật kỳ bí đến khám phá những bí mật chôn vùi từ lâu trong các khu vực, tất cả đang chờ bạn. Ngoài việc khám phá một thế giới tiên hiệp huyền bí và bao la cùng con rồng của mình, thì các game thủ còn được chiêm ngưỡng nền đồ họa 3D tuyệt đẹp, cốt truyện hấp dẫn và hệ thống chiến đấu đỉnh cao mà sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang đến cho các đại hiệp những trải nghiệm cũng như là cảm giác đầy sự kịch tính lẫn cảm xúc. Song song đó chính là hệ thống tính năng phát triển vô cùng phong phú, cho phép người chơi cùng nhau try hard so tài đua lực chiến, chứng tỏ bản lĩnh lẫn khả năng của mình. Có thể thấy cuộc hành trình cùng đồng thần chinh phục thế giới và viết nên câu chuyện sử thi của mình đang chờ đợi bạn trong tựa game Du Long Thiên Hạ. Quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.